Thì nếu khách hàng nào đã để ý cũng như là muốn sở hữu chiếc đèn này về để trải nghiệm chất lượng xem có đúng quảng cáo hay không, thì trong những cái video trước với khách không mua được thì video ngày hôm nay chắc chắn với khách phải mua để không bỏ lỡ cơ hội khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn này. Vậy thì để cùng đó theo dõi chi tiết cái video ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng ra sao, thì xin mời khách cùng quay đó theo dõi tiếp video này nhé. Xin chào tất cả các khách hàng, thì Rolex 2.0 300W vừa áp dụng chương trình khuyến mãi chỉ còn có 2.650.000 đồng, được rất là nhiều khách hàng quan tâm và ủng hộ rồi. Thì ngày hôm nay nếu mà Rolex 3.0 500W không khuyến mãi thì tiếc lắm đúng mọi người. Casino Solar hôm nay quyết định chơi lớn luôn, khuyến mãi cực kỳ sâu cho quý khách để cho quý khách hàng có thể mua đèn về trang trí nhà cửa của mình trong dịp Tết này. Cho nên là nếu khách hàng nào đã để ý cái mẫu đèn này rồi, đã thích chiếc đèn này nhưng mà chưa có đủ điều kiện để mua trong những video trước, thì video ngày hôm nay là video dành cho quý khách đó. Thì hãy cùng với đó theo dõi tiếp video này. Nếu mà quý khách đã từng xem video công ty Casino Solar và cũng như là đã xem nhiều cái video về sản phẩm đèn năng lượng mặt trời Rolex thì chắc chắn là mọi người đã biết về những cái hiệu quả cũng như là cái độ sáng và dung lượng pin chứa bên trong đèn này cực kỳ nổi trội. Và nếu mà so với một chiếc đèn cùng công suất trên thị trường thì chiếc đèn 500W này lại dám so với chiếc đèn 1000W của JD luôn nha mọi người. Em bảo đảm tất cả các khách hàng là chiếc đèn 500W này có thể sáng gấp đôi đèn JD 1000W. Thì cái mẫu này nó cũng giống như cái mẫu 2.0 lúc trước thôi, tuy nhiên là nó sẽ có nhiều cái ưu điểm tốt hơn, đó chính là về dung lượng pin cao hơn, về cái tấm pin cũng lớn hơn nữa. Thì bây giờ mọi người đừng có vội chuyển kênh, hãy coi hết video này của My để xem chiếc đèn này nó sẽ có những cái gì đặc biệt của My lại có thể quảng cáo nhiều như vậy, lại có thể dám khẳng định là cái chiếc đèn 500W lại sáng hơn chiếc đèn 1000W trên thị trường nha. Và điều đầu tiên có thể dễ dàng nhìn thấy được ở chiếc đèn Rolex 3.0 500W này đó chính là về cái thiết kế ngoại quan của đèn. Tuy nó thiết kế khá là nhỏ gọn nhưng mà cầm cực kỳ chắc tay cũng như là rất là nặng luôn nha. Thì ký của chiếc đèn này em cũng đã có công rồi, em sẽ để bên đây cho quý khách xem nha. Và với chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex thì nó sẽ có phần vỏ được đúc từ chất liệu nhôm hoặc kim cực kỳ chắc chắn và cao cấp luôn. Và phía sau này nó sẽ có in một cái bản đồ thế giới như thế này nữa. Đây, giúp dễ dàng nhận diện sản phẩm hơn, bởi vì là những cái sản phẩm thông thường nó sẽ không có cái bản đồ thế giới như thế này. Còn đối với những sản phẩm cao cấp chính hãng thì nó mới sẽ có những thiết kế độc quyền như thế này nha. Và tiếp nữa đó chính là những cái lá tản nhiệt của đèn, nó cũng thiết kế cực kỳ độc đáo. Đây cho mọi người xem lại, nó thiết kế cực kỳ độc đáo như thế này, nó cũng sẽ giúp cho chiếc đèn khi mà hoạt động thì nó cũng sẽ hạn chế nóng cũng như là bảo vệ pin và chip led bên trong sẽ có cái tuổi thọ lâu hơn. Còn phía trước chiếc đèn nó sẽ có một cái dãy chip led như thế này. Thì những chip led sử dụng chiếc đèn này, những chip led free của Mỹ cực kỳ cao cấp và chất lượng. Bên dưới sẽ là cái dung lượng pin chứa bên trong đèn. Thì chiếc đèn này đang chứa dung lượng pin tới 70.000 mAh lận nha, cực kỳ lớn. Thì với cái dung lượng pin 70.000 mAh này, quý khách có thể xài liên tục từ 1 tới 2 ngày và đèn vẫn có thể sáng tốt. Và trong vòng một đêm thì cái ánh sáng chiếc đèn này khỏi phải bàn rồi, một đêm nó sáng cực kỳ tốt luôn. Và kéo dài đến 1-2 ngày mưa thì đèn vẫn có thể sáng được bình thường. Và với chiếc đèn này thì nó sẽ có một cái độ bao phủ cực kỳ rộng. Nếu mà so với dòng đèn Rolex 500W được khách hàng yêu thích nhiều nhất bởi vì cái độ pha xa, thì chiếc đèn này chắc chắn là sẽ được nhiều quý khách hàng quan tâm độ tỏ rộng. Thích chiếc đèn tỏ cực kỳ rộng thì có thể cân nhắc một lựa chọn mẫu đèn này. Thì khi mà, và đây là cái hình ảnh mà vị khách hàng của My lắp đặt thực tế, thì cái chiều cao của cái trụ này là 8m, nhưng mà khi mà rọi xuống phía dưới sông á thì nó vẫn còn sáng cực kỳ rộng và sáng rất là rõ để có thể thấy đi luôn. Và khách hàng khen rất là nhiều, em mọi người có thể thấy là khách hàng khen chiếc đèn Rolex 500W này rất là nhiều luôn nha. Nói chung là cái mẫu đèn Rolex 3.0 500W này nó cũng không có thua kém gì cái mẫu Rolex 500 này đâu mọi người. Đây Rolex 500 và đây là Rolex 3.0 500W. Thì với cái mẫu đèn Rolex 500W thì trong cái đợt khuyến mãi vừa rồi em đã bán hết hàng rồi mọi người, sắp tới thì em sẽ về thêm nha. Còn bây giờ chỉ còn có Rolex 3.0 500W này mà thôi. Tuy nhiên là về cái độ sáng của chiếc đèn cũng như là về cái dung lượng pin chứa bên trong đèn này thì chắc chắn nó cũng không có thua kém thì cái Rolex 500W đâu mọi người ạ. Chiếc đèn Rolex 500W thì nó sẽ là sáng trắng và thiên về là pha xa nhiều hơn. Ví dụ như là cái chiều xa 50m thì đèn nó vẫn có thể pha xa cực kỳ tốt. Thì với chiếc đèn Rolex 500W thì nó sẽ pha xa tốt. Còn chiếc đèn Rolex 3.0 500W này nó sẽ tỏ rộng tốt. Tuy nhiên cái ánh sáng chiếc đèn Rolex 3.0 500W này lại được đánh giá cao hơn, bởi vì là nó sẽ nghiêng về ánh sáng trung tính nhiều hơn, cho nên là cái độ sáng nó tốt hơn nha. Thì nói chung là cái này thì cũng là mỗi người mỗi cảm nhận thôi. Ví dụ mà quý khách sử dụng chiếc đèn nào cảm thấy ưa thích thì quý khách có thể lựa chọn cái chiếc đèn đó. Tuy nhiên là đây là một cái đánh giá khách quan cũng như là có nhiều khách hàng hẳn hồi là với My rồi, cho nên là My mới giới thiệu cũng như là nói cho quý khách biết được là cái độ sáng cũng như là cái dung lượng pin cũng như là
cái sự khác nhau giữa chiếc đèn Rolex 500W và chiếc đèn Rolex 3.0W này. Thì hy vọng là sẽ giúp cho quý khách có thể là lựa chọn một cái sản phẩm hơn ý nhất nha. Và bây giờ thì em sẽ bật thiệp lên cho quý khách xem cái chiếc đèn Rolex 3.0 500W này nó sẽ sáng như thế nào nha. Trời ơi, thấy không mọi người, cái đèn nó sáng quá không thấy em đúng không mọi người? Cái đèn nó cực kỳ sáng luôn, ở bên ngoài nó còn sáng hơn rất là nhiều. Thì với cái mẫu đèn này trong diện tích 400m² là thoải mái, quý khách hàng có thể lắp đặt. Trời ơi, nó rất là sáng, đây là một cái đèn có một cái ánh sáng chuẩn luôn á. Ví dụ như mà nếu mà so với đèn điện nha, thì em sẽ dám nói là đèn này có thể tương đương khoảng 100W đèn điện á. Nó rất là sáng luôn nha quý khách. Đó, quý khách nhìn vào video mà ánh sáng cực kỳ trong thật luôn. Đó, quá sáng luôn mọi người ơi, sáng quá. Chiếc đèn có một cái độ sáng cực kỳ chuẩn luôn, 10 khách hàng sử dụng là 10 khách hàng khen luôn á, bảo đảm với khách luôn, không thể nào mà chê được ở chiếc đèn này luôn với khách. Và về cái điểm mạnh của chiếc đèn này, thứ nhất là về cái dung lượng pin lớn, có thể chiếu sáng được xuyên đêm tối đa 20 tiếng và có thể kéo dài trong 1-2 ngày mưa, đèn vẫn có thể sáng tốt. Thì cái chiếc đèn này nó còn có một cái tấm pin cực kỳ lớn nữa. Thì như mới nói thì cái dung lượng pin nó rất là lớn, cho nên là nó cũng phải cần một cái tấm pin lớn để có thể là cung cấp đầy đủ năng lượng chiếc đèn có thể chiếu sáng, cũng như là đảm bảo cái thời gian chiếu sáng tốt hơn cho cái diện tích quý khách lắp đặt. Và cái tấm pin năng lượng sử dụng chiếc đèn Rolex 3.0 500W này sẽ là tấm pin 120W. Tấm pin này sẽ có kích thước là 100 x 70cm, rất là to. Vậy thì lý do tại sao My lại dám khẳng định chiếc đèn Rolex 3.0 500W này lại có thể sáng hơn chiếc đèn 1000W trên thị trường? Đó là có một số cái lý do sau đây. Thứ nhất là về dung lượng pin chiếc đèn, thì dung lượng pin chiếc đèn này là sử dụng pin khối LiFePO4, một dạng pin lưu trữ tốt nhất hiện tại, với dung lượng pin là 70.000 mAh. Còn với chiếc đèn 1000W trên thị trường thì nó vẫn sử dụng là 10.000 pin. Tuy nhiên là nó xài pin viên, dạng pin lithium, dạng pin chứ không có phải là sử dụng pin khói thế này. Thì nếu mà so với chiếc đèn năng lượng mặt trời sử dụng pin viên và một chiếc đèn sử dụng pin khói, thì chắc chắn là chiếc đèn pin khói nó sẽ sáng tốt hơn. Đưa ra một cái ví dụ thực tế nhất, đó chính là ví dụ như mà chiếc đèn 1000W này về gần sáng nó chỉ còn khoảng 20%, thì em bảo đảm với khách hàng là cái chiếc đèn Rolex 500W này nó sẽ còn khoảng 50% độ sáng. Thì cái chiếc đèn Rolex 3.0 này chắc chắn nó sẽ còn khoảng 50%, bởi vì là với những chiếc đèn Rolex 3.0 này nó đang sử dụng dạng pin khói, một cái dạng pin lưu trữ cực kỳ tốt, cho nên là nó sẽ ít tiêu hao năng lượng hơn và dự trữ năng lượng tốt hơn so với những chiếc đèn năng lượng mặt trời sử dụng pin viên. Và thứ hai đó chính là cái tấm pin của chiếc đèn năng lượng mặt trời 1000W trên thị trường đó, thì nó sử dụng tấm pin chỉ có 85W thôi. Tuy nhiên cái mẫu 500W này nó lại sử dụng tấm pin lên tới 120W. Cái tấm pin nó lớn hơn rất là nhiều, cho nên là nó cũng sẽ cung cấp được cái nguồn năng lượng tốt nhất cho cái phần pin lithium bên trong, cũng như là sẽ giúp cho chiếc đèn sạc nhanh hơn trong những ngày trời ánh nắng. Cái em nói thêm một điểm nữa, đó chính là cái thứ ba, đó chính là cái độ sáng chiếc đèn. Thì về cái chiếc đèn này thì nó sẽ có thể vừa pha xa được, vừa tỏ rộng được. Cái độ pha xa tối đa của nó là nó có thể từ 30-50m được nha. Và độ tỏ rộng của nó cũng như là độ bao phủ cực kỳ tốt. Với chiếc đèn 1000W thị trường thì nó sẽ có thiết kế như thế này, thì nó chỉ có thể hỗ trợ pha xa thôi, chứ tỏ rộng thì nó không có nhiều bằng cái chiếc đèn này nha. Cho nên là nếu khách hàng nào đã từng sử dụng chiếc đèn 1000W nhưng mà vẫn cảm thấy nó không sáng, thì có thể là cân nhắc và lựa chọn cái mẫu đèn Rolex 3.0 500W này. Và My cũng mới vừa nói cho quý khách qua về những cái thông số cơ bản, cũng như là những cái ưu điểm mà chiếc đèn Rolex này có thể đem lại cho quý khách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyên mục báo giá khuyến mãi ngày hôm nay. Chắc chắn là mọi người đã trông chờ rất là lâu rồi đúng không? Mức giá giảm cực kỳ sâu. Thì thông thường cái chiếc đèn Rolex 3.0 500W này được bán giá niêm yết thì sẽ bán mức giá là 3.700.000 đồng. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ áp dụng một cái mức giá sale cực kỳ hấp dẫn cho quý khách luôn. Giá bán chỉ còn là 3.300.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Giá giảm cực kỳ rẻ rồi, cho nên là nếu khách hàng nào có thích thì có thể nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để chốt đơn nha. Giá chỉ có 3.300.000 đồng là quý khách đã có thể sở hữu ngay chiếc đèn này rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để có thể chốt đơn ngay cái chiếc đèn cực kỳ cao cấp và chất lượng này. Cơ hội vàng mua đèn xịn chỉ có tại công ty Xenon Solar trong dịp này thôi. Và nếu khách hàng nào có thích thì có thể nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để đặt mua nha. Giá giảm chỉ còn có 3.300.000 đồng thôi. Và cái mức giá trên thì em cũng đã bao gồm cái vận chuyển tận nơi trên toàn quốc và sản phẩm sẽ được bảo hành cho quý khách trong vòng 3 năm. Về cái việc lắp đặt cái tấm pin đó cũng rất là đơn giản rồi, cho nên là quý khách đừng bận tâm quá nhiều về cái việc này. Bởi vì là do thứ nhất là cái mẫu đèn này là dạng đèn cho công trình, cho nên là nó sẽ không có kèm cái bát tấm pin.
Và thứ hai á, là mỗi nhà thì cũng sẽ có một cái vị trí lắp đặt cũng như là cách lắp đặt khác nhau, cho nên là cái về cái việc lắp đặt cái tấm pin thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào khách rất là nhiều. Bởi vì cái tấm pin này nó cũng rất là lớn cho nên là em không có đi kèm bắt tấm pin. Nếu mà quý khách lắp đặt ở trên máy con thì quý khách có thể mua 4 cái bát L, 2 cái bát ngắn và 2 cái bát dài thì có thể là lắp đặt tấm pin lên. Còn nếu mà quý khách lắp đặt trên trụ thì còn dễ nữa. Đây là một số hình ảnh mà khách hàng của My tự lắp mà mọi người rất là đẹp luôn. Hôm nay thì My cũng chỉ muốn giới thiệu quý khách về chương trình khuyến mãi đặc biệt công ty Xenon Solar cho chiếc đèn Rolex 3.0 500W này. Thì nếu khách hàng nào có thích một chiếc đèn siêu sáng, có cái dung lượng pin lớn và tấm pin to, độ bao phủ rộng thì có thể cân nhắc và lựa chọn chiếc đèn Rolex 3.0 500W này nha. Giá trị có 3.300.000 đồng ngay hôm nay là quý khách đã có thể sở hữu ngay cho chiếc đèn Rolex 3.0 này rồi. Còn chân cần gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0976 568 346 để chốt đơn đúng không mọi người. Và xin cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng ủng hộ công ty Xenon trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.